tủ gì đi về, trên đường đi ghé vô một cái tiệm mà nó bán mấy cái đồ vật lưu niệm á, nó có bán một con khỉ mà bịt hai lỗ tai lại. Xin mời quý vị mua con khỉ đó về, mỗi ngày ngắm lên, ngắm con khỉ đó, suy nghĩ rằng là mình phải giống như con khỉ đó, bịt lỗ tai lại, họ mới nghe nữa. Thì mình không nghe, bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Bởi vì người ta khen thì mình sẽ tham, người ta chê mình sẽ sân. Mà tham với sân là phiền não, tham là phiền não, sân là phiền não, tham là bất thiện, sân là bất thiện. Nhưng mà tiếng khen tiếng chê nó là không thiện không bất thiện, nó là vô ký, nó là cái hoàn cảnh bên ngoài, nó điều kiện khách quan. Nhưng mà cái tâm chủ quan của mình là gì? Khi mình nghe tiếng khen hoặc tiếng chê thì mình khởi lên cái tâm tham hoặc tâm sân. Tại sao mình bớt nghe là vậy đó?